Chung Sở Hy, sao nữ Bát Nguyệt Phi Ương đóng cùng Đàm Tùng Vận và nghi án thô bạo với Angela Baby. Chung Sở Hy được khán giả biết đến sau khi tham gia bộ phim Đại Chiến Âm Dương của Thành Long. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp và vóc dáng nóng bỏng. Sắp tới, dự án điện ảnh Bát Nguyệt Phi Ương do Đàm Tùng Vận, Chung Sở Hy và La Tấn đóng chính sẽ chính thức trình làng màn ảnh rộng. Với người hâm mộ phim Trung Quốc, Chung Sở Hy vẫn còn là cái tên khá lạ lẫm. Cô không thường xuyên đóng phim và đi sự kiện như nhiều ngôi sao khác. Sự kiện gần đây nhất khiến khán giả chú ý đến cô là lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 23 diễn ra vào ngày 8 tháng 4 năm 2018. Chưa có một sự nghiệp vững chắc nhưng danh tiếng của Chung Sở Hy vẫn ngày một đi lên nhanh chóng vì những bê bối đời tư hấp dẫn với cánh truyền thông. Nhan sắc đậm chất điện ảnh, vóc dáng minh hạt sương mai. Chung Sở Hy sinh năm 1993, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải hệ Vũ đạo. Sau đó, Sở Hy quyết định chuyển hướng sang thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim như Phòng Hộ Sản Thân Yêu, Phương Hoa, Bát Nguyệt Vị Ương, Đại Chiến Âm Dương. Trong đó, vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến trong phim Đại Chiến Âm Dương đóng cùng Thành Long, Nguyễn Kinh Thiên đã giúp nữ diễn viên trẻ nhận được nhiều sự chú ý. Trên trang cá nhân, do sở hữu thân hình chuẩn, người đẹp thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mặc bikini táo bạo hoặc trang phục sexy để khoe vóc dáng. Với chiều cao 1m68 và chỉ nặng 47kg, Chung Sở Hy sở hữu vóc dáng minh hạt sương mai. Nhiều khán giả khen ngợi ngoại hình của Chung Sở Hy, nếu tôi có thân hình như vậy thì nằm ngủ cũng mỉm cười. Cô ấy thật xinh đẹp, thân hình hoàn hảo. Tại sao có người chơi gầy, nếu như thế không phải là đẹp thì thế nào mới gọi là đẹp? Tôi mà giống như cô ấy thì tôi sẽ chụp hình khoe suốt ngày. Để có được thân hình này, cô ấy đã phải tập gym nhiều lắm. Gu thời trang của Chung Sở Hy cũng được đánh giá rất cao. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng lại biến hóa với một phong cách khác nhau, giúp hình ảnh của cô luôn mới lạ trong mắt khán giả. Ngoài ra, Chung Sở Hy còn được giới thời trang cao cấp ưa thích. Chỉ nói danh một năm, cô đã trở thành đại sứ toàn cầu của hai thương hiệu lớn, tham gia các tuần lễ thời trang danh tiếng. Chung Sở Hy có thể biến hóa liên tục, mỗi lần xuất hiện lại thể hiện một phong cách khác nhau, giúp hình ảnh của cô luôn mới lạ, tươi trẻ. Chợt vật mãi đến năm 2013, cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Phòng Hộ Sản Thân Yêu. Tác phẩm này không được nhiều người biết đến, do vậy tên tuổi của Chung Sở Hy vẫn chưa thể bật lên. May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với Chung Sở Hy khi vẻ đẹp đậm chất điện ảnh và lối diễn xuất tự nhiên của cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Cô được vị đạo diễn nổi tiếng này nhắm cho vai chính trong Phương Hoa, bộ phim tâm lý lãng mạn kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội Trung Quốc, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nghiêm Ca Linh. Nhờ Phương Hoa, Chung Sở Hy được đề cử giải Kim Mã cho hạng mục diễn viên mới xuất sắc. Cùng tác phẩm này, khi tham gia liên hoan phim Mariana, cô tiếp tục giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc. Năm 2018, tại lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 23, Chung Sở Hy được xướng tên cho giải nữ diễn viên mới xuất sắc. Bản sao thư kỳ chật vật dù được Thành Long ao bế. Nữ diễn viên trẻ được đánh giá là có vẻ đẹp giống thư kỳ khi cả hai đều sở hữu khuôn mặt và vóc dáng mảnh mai. Gương mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn người mẫu của Chung Sở Hy được giới thời trang cao cấp ưa thích. Cô là đại sứ toàn cầu của các thương hiệu lớn ở Trung Quốc và là gương mặt khách mời quen thuộc tại các tuần lễ thời trang danh tiếng. Sau thành công của Phương Hoa, cô trở lại mạng truyền hình. Nữ diễn viên họ Chung đã có cơ hội sánh đôi với La Tấn, chồng của Đương Yên trong phim Bát Nguyệt Phi Ương. Tuy đã đóng máy khá lâu, nhưng người hâm mộ mãi vẫn chưa được thưởng thức phim. Theo một số blogger xứ Trung, Bát Nguyệt Vị Ương có thể sẽ được phát sóng trong năm nay. Năm 2019, Chung Sở Hy góp mặt trong phim Tết mới của Thành Long. Trong Đại Chiến Âm Dương, cô thủ vai Nhiếp Tiểu Thiến, nữ quái xinh đẹp, võ công cao cường nhưng lại vướng vào mối tình cấm kỵ đầy đau khổ với một thợ săn quỷ. Trước phiên bản Nhiếp Tiểu Thiến của Chung Sở Hy, Vương Tổ Hiên, Dương Mịch, Lưu Dược Phi cũng đã từng thể hiện thành công nhân vật này. Trong phim, nhân vật của cô có mối tình xúc động với Nguyễn Kinh Thiên. Khi các cảnh quay hậu trường được tiết lộ, khán giả không chỉ khen ngợi tạo hình cổ trang xinh đẹp của Chung Sở Hy mà còn ấn tượng với khả năng nhập vai của cô. Sau khi phim ra rạp, mặc dù Đại Chiến Âm Dương là phim thất bại của Thành Long, nhưng nhờ hiệu ứng tốt nên tên tuổi của người đẹp được nhiều khán giả biết đến hơn. Cô được đánh giá là tiểu hoa 9X có tương lai rộng mở. Với tài năng và nhan sắc xinh đẹp, Chung Sở Hy được kỳ vọng sẽ trở thành thư kỳ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cũng giống như những đàn chị lòng nữ lang của mình, Chung Sở Hy gặp không ít khó khăn trong quá trình sự nghiệp. Sau Đại Chiến Âm Dương Sư, cô ca sĩ gần như không tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào. Nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian để đi du lịch và tham dự các sự kiện thời trang với tư cách là khách mời danh dự. Sự nghiệp diễn xuất nhạt nhòa, tên tuổi của Chung Sở Hy hiện tại được mọi người nhớ đến với danh xưng mỹ nhân mới của Thành Long hay bản sao thư kỳ. Bị chỉ trích vì tin đồn tác Angela Baby lật mặt trong khi ghi hình. Mặc dù sự nghiệp chưa có bứt phá rõ rệt, nhưng về phương diện đời tư, Chung Sở Hy lại là đề tài hấp dẫn của báo chí khai thác. Là một gương mặt còn khá mới mẻ với khán giả, tin đồn vô lễ với đàn chị đã ít nhiều ảnh hưởng tới danh tiếng và hình ảnh của Chung Sở Hy. Được biết, một nguồn tin lan nhanh trong giới rằng khi trở thành khách mời trong chương trình Keep Running, Running Man phiên bản Trung, Chung Sở Hy đã tác Angela Baby trong một phần chơi.
trong phần chơi cướp chăn, Chung Seo Hee đã thắng đàn chị Baby nhưng khá thô bạo, khiến cho fan Baby tỏ ra bức xúc. Không biết vì lý do gì mà tới thời điểm này, vụ việc lại bị lôi ra bùng phát trở lại. Theo tiết lộ, Chung Seo Hee có phần hiếu thắng nên đã vô tình tát vào mặt Angela Baby, tuy nhiên cảnh đó khi lên sóng đã bị đạo diễn cắt đi. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến Chung Seo Hee phải chịu vô vàn chỉ trích nặng nề từ phía cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, mỹ nhân họ Chung dù vô tình nhưng đã quá hiếu thắng, việc tát vào mặt một nữ diễn viên khác là khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, phía phòng làm việc của Chung Seo Hee đã ra thông báo phủ nhận việc cô tát đàn chị trên show. Đại diện cho biết, những tin đồn trên mạng là hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự nghệ sĩ của chúng tôi. Đồng thời, công ty cũng yêu cầu những người lan truyền tin đồn xóa bài, nếu không sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Thực tế, phía công ty cho biết, những tài khoản lan truyền thông tin Chung Seo Hee tát Angela Baby hầu hết đều là những tài khoản mới lập, được thuê để bôi nhọ và đặt điều nói xấu về Chung Seo Hee. Trong buổi phỏng vấn, Angela Baby cũng đã lên tiếng phủ nhận vì Chung Seo Hee tát trên sóng truyền hình. Thực tế không hề có chuyện đó. Tôi và Seo Hee tuy không phải bạn thân, nhưng chúng tôi vẫn trò chuyện như những người bạn bình thường. Mọi người đã thực sự không hiểu câu chuyện đó. Môi trường truyền thông bây giờ có nhiều lỗ hổng khiến nhiều người tin vào tin đồn. Tôi hy vọng mọi người đều hiểu rõ. Về phương diện tình cảm, ngoài Chung Seo Hee ra thì không có bằng chứng xác thực nào về việc người đẹp được nhắc đến trong dàn tình cũ của Lý Hiện đã từng hẹn hò với ngôi sao Cá Mực Hầm Mật. Dân mạng chỉ tìm được những hình ảnh với nhiều lần tương tác của Lý Hiện và Chung Seo Hee trong khoảng thời điểm năm 2014-2015 khi cả hai đều là những ngôi sao ít tên tuổi.